Xin kính chào các bác. Em lên sóng phục vụ cả nhà một con máy rửa bát tiếp. Đây là một con TR6 của hãng Panasonic. Con máy rất đẹp luôn ạ. Phải nói là đẹp từ trong ra ngoài, từ trước đến sau. Một con TR6 của hãng Panasonic. Nhựa nguyên đấy các bác nhé. Nhựa nguyên mà trắng đẹp quá luôn. Cực đẹp luôn. Riêng với máy rửa bát này thì các bác mua máy của Nhật thì yên tâm luôn về độ bền. Linh kiện thay thế thì rất là sẵn, quá nhiều đồ luôn. Không mà phải lo lắng về cái vấn đề đồ đạc. Lưng kia cũng rất là đẹp nha. Máy rửa bát Nhật rửa rất bền bỉ. Tiết kiệm điện nước, không cần hóa chất tẩy rửa. Sản xuất năm 2013, đến bây giờ chạy tốt. Thì các bác thấy rằng là một cái máy Nhật tuổi thọ của nó có thể lên đến 30 năm cũng không vấn đề gì. 30 năm một cái máy Nhật này không vấn đề gì nhỉ. Những cái đồ điện tử các bác thấy chạy quá bền. Trong khi đó mấy cái hàng liên doanh thì mua mới tinh mà chỉ được đôi 3 năm mà có vấn đề rồi. Nhưng bọn này thì quá bền bỉ luôn. Con máy em để số 6 nhé. Kính rất là đẹp. Rửa hoàn toàn với nước nóng thôi ạ. Không cần hóa chất tẩy rửa gì cả. Nước nóng 80 độ C. Thiết kế rất là thông minh, bền bỉ, lành. Mọi thứ hoạt động hoàn hảo. Tép dọn ok, sạch đẹp. Các tay vòi phun nước không? Tay vòi phun nước chả có cái gì đâu, nó chỉ có thế này thôi ạ. Quán tính quay như là cái vòi tưới cây thôi. Nguyên lý hoạt động rất đơn giản, một cái bơm đẩy lên, nước phun qua này, từng tay quay một. Dây máy so này đun nước, thay để bột rửa, nếu các bác dùng bột rửa cho vào đây. Thay rác khi rửa xong thì nhấc ra đổ rác đi. Thiết kế rất đơn giản. Xếp bát đũa, máy châu Á người Nhật họ cũng ăn bát mà, cho nên họ thiết kế bát con rất giống với người Việt Nam luôn. Dễ sử dụng, dễ xếp. Con này xếp cốc. Dưới này có thể xếp song nhỏ hoặc là những cái bát ô tô tùy. Đũa thìa. Khi nước cấp vào thì máy so này sẽ đun nước trong khoảng mấy phút ạ. Mỗi lần cấp vào cái khoang này khoảng 2 lít đến 3 lít các bác nhé. Đấy, nó máy sẽ cấp vào khoảng 3-4 lần tùy chế độ rửa. Mỗi lần rửa thì tiêu thụ hết nửa số điện thôi. Ở cách đây khoảng 20 năm trước thì các bác nào mà thấy cái máy giặt thì nó là ghê gớm lắm đúng không ạ? Nhưng đến bây giờ máy giặt thì nó quá đại trà rồi. Cũng như bây giờ máy rửa bát thì nhiều bác cứ nghĩ là nó là cái gì nó kinh khủng. Nào nó mua về làm gì để cho vợ con nó lười, có mấy cái bát rửa không xong để mua máy rửa bát. Đây là những cái tư tưởng em nghĩ là nó cũng hơi lạc hậu. Thứ nhất là rửa máy rửa bát này nó rất là sạch, không dùng hóa chất tẩy rửa, còn tiết kiệm điện nước hơn là khi các bác rửa tay. Khi rửa tay vào mùa đông thì các bác còn phải bật bình nóng lạnh để rửa. Đấy, rửa xong thì xả trắng liên tục, tốn rất nhiều nước, thực ra các bác không để ý thôi. Các bác nào mà cứ rửa xong mà hứng và xô thì các bác biết xả liên tục là rất là tốn. Đấy. Máy rửa bát này nó chỉ hết 11 lít một lần rửa đây. Con này em bán là 6.600.000, giá chưa phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.